màn biểu diễn được gọi là ấn tượng nhất. Tại sao? Why? Oh my god. Nằm trên đường quý vị có thể thấy này là Hoàng Đốc ơi, chết rồi. Độ nóng của cái xe. Và những âm thanh đang gặp rú từ phía xa. Are you ready? Here we go. Ôi mẹ ơi, chồng thì chết con. Cứu con đi chồng. Đã đâu vậy? Mày đây, mày luôn. Quá đẹp. Trời ơi, tôi còn một đứa lên nổi nữa rồi. Help me. Oh my god, help me. Thank you. Một tràng pháo tay dành cho Martin Griffin. Quá hay. Tiếp tục nào,